chào các bạn rất vui gặp lại các bạn trong kênh ngọc chiến bất động sản vinhome video này mình sẽ chia sẻ với bạn một cái câu hỏi của một số nhà đầu tư hoặc một số các khách hàng trong quá trình chia sẻ mấy anh em nói chuyện thì hỏi một câu một cái câu nó cũng đại diện chung cho tất cả và mình nghĩ là mọi lời nói hay thì cũng có rất nhiều các bạn chia sẻ nhưng những câu nói mà hỏi để chúng ta cần phải đối diện với thực tiễn thì uh, chúng ta cũng cũng trực trực diện uh, một câu hỏi luôn là gì uh, các em khen Vin rất là nhiều không dự án nào tốt hết hay hết thì bây giờ em uh, trả lời cho anh cái cái nhược điểm của Ocean Park 3 hoặc nhược điểm của Ocean Park một Park hai Park 3 là cái gì uh, chắc chắn rằng là nhà nhà làm youtube người người làm tiktok người người quảng cáo trên zalo và facebook rồi chúng ta mới có sự kết nối thế thì uh, nói về tất cả những điều hay thậm chí cả chủ đầu tư nữa cũng đều mong ước nơi cái cái bất động sản của chúng ta là một tài sản sinh tiền hay là chỗ ở một ngôi nhà thì nó là nơi, nơi hạnh phúc ngập tràn điều nó đã đúng luôn đúng với vin đã và đang uh, hướng tới nhưng đâu đó cũng có những cái điểm đấy thì mình chúng ta mình lại tiệm cận lại với anh ấy theo anh bạn ấy theo cái cách là ờ ừ, được rồi có khả năng anh chưa tin vin nhưng em hỏi anh là cái cách thức anh tiệm cận với thông tin để mua hàng để đối diện với sản phẩm vin này thì như thế nào? đó là một cái câu hỏi mà mình nghĩ rằng là chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ đấy để chúng ta chia sẻ và thực hiện cái thực tại thị trường nó ra sao, cách thức mà mọi người đến với sản phẩm vin như thế nào thì cái đấy sau đó mình sẽ trả lời mình thấy rằng à mọi người nhìn thấy nhìn nhận một quan điểm còn đương nhiên ở đâu cũng có có điểm mạnh và điểm yếu có thuận và suy hoặc là có những điều tích cực và có tiêu cực đúng không đấy, có điều chưa được chứ có điều được được và chưa được chứ đúng không chứ chúng không thể chọn vẹn được mình chúng ta cũng phải thừa nhận như vậy à, chúng ta sẽ đối diện với một câu chuyện này à, hiện tại thì là à, các nhà đầu tư của với sản phẩm vin với bất động sản đặc biệt là với uh, bất động sản online với những sự phát triển của kinh tế thị trường khoa học công nghệ hay là đặc biệt cái covid vừa rồi Đấy thì uh, câu chuyện chúng ta sẽ thấy là nếu gặp nhau một số cái sự uh, quen biết hoặc là uh, thôi fan của các vin của vin thì thôi chắc các bạn cũng không phải uh, vì fan của vin thì cái câu chuyện nó cứ như kiểu iphone cứ ra là mua thôi điều kiện kinh tế có rồi các thứ đúng không thế nhưng mà ở đây nó có nhiều các vấn đề thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có nguồn thông tin từ Facebook này, Zalo này, YouTube này, TikTok này, à, các bạn sẽ thấy là có 8 000 sale Đấy, nhà nhà làm uh, TikTok, người người làm YouTube đúng không? Quảng cáo Zalo, Facebook. Thế thì uh, câu chuyện ấy rồi là sàn nữa, đúng không? Thế thì chúng ta ở giữa uh, chúng ta được các bạn uh, kết nối thì vị thế của chúng ta lúc ban đầu là gì? Đúng không? Mình bảo anh lúc đầu theo anh đang tham gia kiểu gì? thì lúc mua thì cái tâm lý bình thường mình cũng phải phải khẳng định với nhau rằng ai muốn mua giá rẻ đúng không? thậm chí là chúng ta mua một cái sim cái thẻ lạp cào vào các cái điện thoại thì chúng ta cũng sẽ chọn cái ngày có khuyến mại đúng không chuyện đấy là tâm lý bình thường đúng không à, cũng kỳ vọng lợi nhuận cao và nhanh lợi nhuận cao là một chuyện nhưng nhanh nữa đấy, một số các bác gửi tiền thì lại câu chuyện khác nhé tham khảo nhiều nhiều kênh đây zalo đúng không à, đâu đó thực tế thị trường hôm nay cũng là một kỷ niệm mà cái ngày kích ập kích ập dự án vino ocean park hai cũng là một cái, cái cái trải nghiệm mà mình muốn làm cái video này thì lúc ấy đông lắm và lúc ấy nhiều thị trường lúc nhiều thông tin lắm Rồi flc rồi tân hoàng minh năm uh, sáu người sale lúc đấy sale từ bỏ từ đất nền sang rồi là các thứ nữa sang nữa ừ. cái tâm trạng vừa háo hức nhưng cũng vừa hời hợt vì câu chuyện này 12.641 căn thì bán thế nào có có nhiều quá không đúng không thế nhưng mà thật ra đến bây giờ thật ra đấy các bạn sẽ thấy là bao giờ cũng thấy để chứng minh đến với thời điểm bây giờ các bác có rất nhiều cái nguồn tham khảo thông tin một người mua thì đâu đó hai ba cha, hai ba người các bạn tham khảo lên YouTube xem này, Zalo này, xong Facebook thế là kết nối nhiều lắm để tham khảo xem ông nào nói đúng, chị nào nói hay, em nào quay hình ảnh đẹp, đúng không? Đấy, em ấy có nhiều cái. Thế thì câu chuyện đấy, thế thì chính hoặc là tham gia nhiều hội nhóm nữa chính cái tham gia nhiều hội nhóm này sẽ đem ra cho các bạn nhiều thông tin nhiễu loạn à, à, vừa thằng này nó chào tao cái giá này đấy thì bên mày bao nhiêu đúng không thì có chú bên chú có gì không đấy, thế là câu chuyện nó là một chuyện thì cuối cùng nên là cuối cùng chúng ta lại rồi uh, cái trình độ của sale hay là nhiều bạn sale thì đến bây giờ cũng lại câu chuyện lại làm mấy sàn cũng mục đích là thôi lấy cho các bác hàng tốt nhất <laughs> ngon nhất <laughs> nhưng đâu biết là thị trường thì nó có giá cung cầu thị trường có những cái bạn mượn mua sản phẩm của fpt của iphone fpt khác uh, hàng trôi nổi khác đúng không thế thì đấy câu chuyện là và, và luôn luôn phải xác định là với nhau là trước trong sau rất nhiều các bạn bị là cái Ocean Park 2 thì cái cái sức nén của thị trường rồi là đúng là cũng nhiều cái sự trải nghiệm mà với mình thì luôn là những cảm xúc tích cực thôi. Nó theo dự án rất lâu rồi có những cái trải nghiệm mà chia sẻ phân tích từ rất chia sẻ phân tích nhận định. Thế thì cái câu chuyện đấy. Thế nhưng bây giờ lại bị vướng các bạn bạn vướng như đúng này. Có những bạn bạn Việt Kiều đem mấy triệu đô về nhưng mà cứ khoanh những cái trên cái bản đồ chỗ này xinh tiền, chỗ này đẹp lắm nhưng mà không mua được có những người thì lại mua bằng bằng mọi giá và câu chuyện cũng câu chuyện kết thúc ở một cái người giàu thì mình sẽ kết thúc một tí mình sẽ nói ở chỗ đoạn này thế còn khi bạn bán thì bạn sẽ muốn bán giá cao cái cái yếu tố thị trường này này thì thị trường nó sẽ thay đổi liên tục có lúc bạn mua thì cái thời điểm đấy zoom ngân hàng chưa khó khăn rồi hết zoom sức nóng thế rồi là có cái hiện tượng cắt lỗ À, chẳng hạn các bạn thấy là môi giới là hoặc một số người tham gia thị trường nhìn nhận thị trường này nó cây sức nóng như vậy thì các bạn ôm rồi mới mục đích rằng là câu chuyện có thể đẩy ra được rồi là cứ N1, N2, N3 đúng không? F1, F2, F2 F3 Thế là câu chuyện cái yếu tố thị trường nó để đến một cái điểm nào đấy Nó không thuận Thế không thuận thì chúng ta phải đấy đấy Cái chỗ đấy có đại diện cho thị trường không Thì chúng ta lại không đi nghiên cứu đấy Mà chúng ta lại đi nghiên cứu những cái Uh, cứ search trên mạng cắt lỗ như là thế nên là chúng ta này. thế một phần nào đó nữa thì cũng lại nhiều kênh đầu tư lợi nhuận cao nên chúng ta sẽ dao động đấy thì chúng ta vừa ôm được cái căn này à, vừa mua được căn này thì đến lúc trong phân tích ví dụ có gặp nhau thì bảo là hai năm nhá ba năm rồi đấy thì lại nhìn thấy cái này cái bạn này bạn chuẩn bị ra thế lại bảo có khi có lợi nhuận nên bán thì cái thế là cái câu chuyện nó sẽ luôn ở vị thế nhưng nếu gắn kết được ở cái này giữa các bạn nữa này môi giới sàn sàn uy tín và đã làm được những thương vụ uh, tư vấn cho những khách hàng những thương vụ đầu tư thành công hiện hữu uh, gắn với nhiều dự án thế thì chúng ta sẽ với kết nối như vậy chứ còn nếu mà chúng ta ở đây mình có nói là như này nhá khi bạn mua này khi bạn đi tìm kiếm nhiều kênh quá uh, mình đã có chứng kiến những khách hàng của mình uh, từ thời kỳ đầu đến bây giờ cũng không không mua được vì anh ấy cũng gọi điện là anh bảo anh ấy đi tìm hàng ngoại giao và những cái căn mà anh ấy đưa ra thì mình thật ra là mình có khuyên là như này này câu chuyện nhé, nếu anh mua ở chỗ đấy thì anh nhìn thấy cô ấy là hoa hậu thì người khác cũng nhìn thấy hoa hậu mà nếu anh quyết sách ngay từ ban đầu thì nó đã khác rồi Nên bây giờ cô treo treo vương niệm rồi anh bắt đầu anh lang thang một cưa tán thì làm sao khó lắm đúng không khó và là sẽ là cái giá cung cầu nữa thế thì không được thì bắt đầu đi tìm tìm ngoại giao ngoại giao thì bây giờ bạn biết là với mình thì quan quan điểm của tên gọi ngoại giao thì thật sự nó là là hàng phát triển thị trường thế nhưng mà cái ngoại giao ấy bạn mua vào ở từng thời điểm rồi là bạn có được cái chuyện cái môi giới support hay không hay có những người mua ngoại giao nhưng mà đến lúc gì lên đi đi xuống sàn thì cũng lại một mình à không xuống dưới dự án thì cũng một mình không biết nó vào vì cái câu chuyện của ngoại giao người ta ở một vị thế khác thế thì mà ngoại giao không đại diện cho thị trường thế chúng ta phải đi như thế nào thế cuối cùng không mua được không mua được thì xong lại có những lúc lại đi tham khảo rất là nhiều sàn nếu nhiều sàn thì bạn nên nhớ là giá của chủ đầu tư đưa ra bán này thì nó là chuẩn rồi. Còn các dịch vụ support trước trong sau bán hàng và thậm chí bạn khi bạn bạn ở cái vị thế này này, vị thế bán này thì bạn cần cái gì. Rất nhiều người inbox cho mình bảo là uh, bán cho anh căn này anh đang cần tiền. Thế mình hỏi là thế anh mua lúc anh mua thì anh quyết định như nào giờ cái cái kỳ vọng lợi nhận của anh bao nhiêu rồi cái bạn môi giới là như nào? thậm chí nó có cả môi giới cùng sàn của mình nhưng mình bảo thôi cái này bên em thì sau này cũng có một cái quỹ invest thì hết thời điểm thì có thể bọn em sẽ triển khai nhưng câu chuyện là nếu như bây giờ ấy, thì là hàng của chủ đầu tư đang còn mà em luôn khuyên mọi người là mua hàng từ chủ đầu tư em luôn tư vấn mọi người là mua hàng từ chủ đầu tư và vận dụng chính sách bán hàng tốt nhất phù hợp với tài chính của mình còn bây giờ hàng chủ đầu tư đang còn thì anh hãy chờ bán bây giờ nó chưa phải là lúc thời điểm tốt và thậm chí chưa bán được Thế thì cái câu chuyện lúc bạn có sử dụng dịch vụ của mình và lúc bạn 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 thấy là bạn liên hệ với mình nó hai cái khác nhau. Trước trong sau mà nó gắn bó với nhau thì câu chuyện nó cũng dễ hơn. Thế đấy là một cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng là chúng ta thấy là thực tại nó đang diễn ra. Nhân khi bán, một đặt vấn đề câu bán, bạn các bạn cứ đăng có tài sản của bạn bạn đăng đăng lên các group, group thì cuối cùng ông sale, ông khác ông lại đăng lên. Ông lại bán thêm một người mua, người mua người ta vừa nhìn thấy cái giá đấy, lại thấy có người đăng lại thấp hơn, thế là cuối cùng cũng hoảng. Em chả biết mua kiểu gì Không biết cái giá của bọn này thế nào Đấy giá không biết là thứ cấp với lại hàng mastery Hàng chủ đầu tư như thế nào mà nó đăng này Thế là cuối cùng thôi Chả biết được làm một lần Đấy Thế có khi vừa chốt cái xong cái thì lại thấy nó đăng này Mà thậm chí là bạn thấy bất động sản có vị trí này Có hướng này Có uh, có những cái phân khu này cứ dây 48 5 55 63 thì thấy nó đăng lên thì, thì, lại lại họa hãi lại, 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 lại hoảng thế thôi chả dám mua. Đấy là câu chuyện thế thì một thời gian san sau này cuối cùng là đấy thì câu chuyện thực tế thị trường nó đang như vậy thì chúng ta sẽ phải làm sao gắn bó như nào ờ, tham khảo nhiều mình đồng ý thậm chí là ví dụ như bên mình một, một vị bán thì có 300 xe hoặc 500 xe chẳng hạn thì bán một sản phẩm cả công ty đưa ra nó sẽ rất là có nhiều nguồn nguồn khách hàng nó không? Đã, database khách hàng rồi là nhiều người đã gắn bó những cái đấy họ có những cái, cái kiến thức chuyên môn nhất định thì cái cái bán này cũng là một câu chuyện đúng không? thế cái tham khảo thì các bạn cũng sẽ tham khảo trong trường mực à, và hội nhóm thì mình đấy mình chia sẻ cái thực tiễn này thôi thì các bạn tự đưa ra một câu chuyện thôi đưa ra mấy cái quyết định của mình đúng không? thế còn trong thực tiễn thì mình gặp rất là nhiều các cái fan của Vin từ Riverside xuống Ocean Park một rồi Ocean Park 2 bây giờ chuẩn bị Ocean Park 3 thì thật ra trong người giàu là người ta mua rất là nhanh à, người giàu thì cái chín kín đáo trầm tư hoặc là cái sâu sắc thì họ mua xong có khi nó họ bán xong thì thị trường mới biết trong khi đó bây giờ ở thị trường này nhiều khi bạn vừa ra khỏi quán cà phê mà làm cái gì đấy thì có khi đã đã loạn thị trường đã loan tin rồi thế nên bây giờ chúng ta sẽ thấy là ở đấy nó có một sự kín đáo một sự tế nhị của cái giới trâm anh thế phiệt và cái câu chuyện như vậy thì bạn tham gia như thế nào thì bạn phải đấy cũng là câu chuyện kín đáo nữa đúng không đấy, rồi là và các cái bước như là đặt cọc thiện trí cọc chết có khi bạn đặt ở một bạn này ở sàn này bạn không có hàng thì bạn hứa cho bạn thì bạn phải đi nhấy lấy ở sàn khác mà lấy sàn khác thì làm sao có cái chuyện giá thấp hơn được đúng không? thế rồi uh, câu chuyện thực tế thị trường thì nếu chủ đầu tư có uy tín thì luôn luôn tạo ra cái, cái mối quan hệ nhiều win tức là gì chủ đầu tư win sàn win nhà đầu tư win thắng đấy môi giới cũng cũng cảm thấy là phục vụ bạn là một sự uh, gắn kết dài lâu đấy thì cái câu chuyện đấy nó sẽ bắt tay nhau được dài lâu còn đây cũng có người bây giờ đang nhận nhà rất nhiều ở dưới khu trà là thì uh, liên hệ với môi giới thì thôi rồi hoặc trong quá trình đấy cũng chả thấy tiệm cận rồi là uh, nhìn thế này thế kia thế là gắn bó với nhau nó không còn nữa hay câu chuyện là đấy cũng cha chúng ta sẽ từ đây để chúng ta mới thấy là à chúng ta đang tham gia một cái cái mình gọi cho một cái game hay một sân chơi hay một cái gì đấy một cái sự hiệu quả đầu tư hay một ngôi nhà của chúng ta chúng ta đang chúng ta phải hiểu luật chơi đúng không? chúng ta nắm biết thông tin chung và chúng ta kết luận như thế nào đương nhiên rõ ràng mình vẫn vẫn chia sẻ mãi rằng là mua hàng từ chủ đầu tư đợt mở bán đầu tiên gần nhất và và những sản uy tín và chọn môi giới làm sao giải quyết ở vị trí căn hay gì đấy giải quyết được vấn đề của bạn tài chính của bạn thật ra những phân khu với vin làm nó đẹp đẹp hết từng mét vuông đều đẹp nhưng uh, đẹp nhất và tốt nhất và hiệu quả nhất là phù hợp với chính tài chính của của bạn chính cái thương vụ đầu tư mà bạn kỳ vọng chính ngôi nhà mà bạn đang định uh, ước mơ gắn kết uh, trong lâu dài với cả một hệ sinh thái thì câu chuyện đấy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang định vị chúng ta đang đang tham gia thị trường như thế nào thì chúng ta sẽ có những cái kết quả còn chúng ta cứ đi tham khảo nhiều thì nó sẽ như vậy thôi cũng câu chuyện nó như thế và là à, các bạn sẽ thấy là cũng một dự án sẽ thấy là rất nhiều hình ảnh đúng không chẳng hạn mình ví dụ như ocean park 3 này à, rất nhiều người phân tích được à, các cái thứ phân khu này ra sao địa điểm này như thế nào à, à, bắt đầu chuẩn bị thời đại bán có gì phân khu thời đại có gì bao nhiêu căn như thế nào đấy thì chúng ta sau đó chúng ta lại sẽ phải hiểu cái bài toán tài chính cái chính sách bán hàng của họ gắn kết trong từng phân khu, từng sản phẩm đấy và đâu đó nó lại có phải cả cái kết hợp giữa các cái tài liệu kèm theo chẳng hạn là những cái cái này những cái chia sẻ về đây ví dụ như bạn nhìn ở đây thì bạn nhìn xa bàn thì cái chỗ này nó không phải là cây xanh nhưng bạn nhìn ở đây là cây xanh bản vẽ này thì bạn đánh giá nó, nó thấp tiềm năng thấp nhưng thực tế đây nó là một quảng trường mà có có những cái thứ gì trong thiết kế và kết hợp cả trong cái xa bàn nữa thì chúng ta mới nhìn thấy hoặc là trong một cái chụp bức ảnh thì chúng ta sẽ chụp một cái căn này chúng ta chĩa vào và chúng nhìn tổng thể đây gần đâu gần đâu như thế tiềm năng đánh giá ra sao như thế nào thì đương nhiên có thể mình nói cái chỗ này cũng có thể các bạn đã đối diện mà ủi rồi thừa nói thừa nhưng thực tiễn nó là như vậy thì chúng ta mới nhìn được cái tiềm năng cái sự phát triển và cái tư vấn nó mới chuẩn chỉ được hơn Đấy thì câu chuyện nó tài liệu thì tất cả mỗi người có khi gửi các bạn thường xuyên rồi đúng không thế nhưng mà chúng ta sẽ sẽ gắn kết như nào à đấy từ cái phân tích thị trường phân tích cái cách thức chúng ta tham gia thị trường thì mình có mấy một cái điều một số điều đối với vin mà mình nghĩ là chưa được uh, thỏa đáng cho nắm uh, thật ra chính vin đã làm ra lên những kỳ tích và những kỳ tích về, về cái tốc độ tăng trưởng vì sự thần kỳ À, về sự tăng giá và thậm chí là những câu chuyện huyền thoại, ví dụ mua 54 tỷ bây giờ 200 tỷ chỉ trong 3 trong 3 năm thôi và những cái điều đại đại đô thị mà đã làm được thì mọi người hay bị áp lực và hay nhìn thấy như thế và cố gắng, cố gắng là kỳ vọng như thế thì cái câu chuyện nó cũng là một chúng ta cũng cần phải xem lại. Và và những cái điều phát triển của Vin phát triển thần tốc quá thì đặt ra một câu dấu câu dấu hỏi hoài nghi. Hoài nghi là liệu 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 như thế thì có đạt được không? hay những gì thì đấy từ đấy nó đặt ra rất, rất nhiều câu hỏi hoài nghi và cũng chỉ sự phát triển quá mạnh mẽ thì đôi khi là những đối thủ cũng cảm thấy rằng là cần phải dè chừng và đâu đó không 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 ngoại lệ những hình ảnh công kích đúng không thế thì cái đấy là cái đấy là những cái mà mình nghĩ là cũng thật ra là Vin thần tốc quá giống như cái ocean park 2 này tám 000 bán trong bạn tám 000 căn trong vòng 15 ngày không ai ngờ bán hàng còn hơn cả ở iPhone Tức là bán từ 4 từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng trong 3 ngày liên tiếp và các ngày tiếp theo. Xếp hàng ký hợp đồng đến 10 giờ à, đến 1 giờ đêm và cả nước đi du lịch thì Vin lại đi bán hàng. Đấy, thì hoặc là nén sức nắng thị trường, nén thị trường. Thì cứ chính cái sự thành công này, ví dụ như Ocean Park 1 này, à, mọi người đang đến bây giờ à, đang sang đến đây đang đạt được giá trị x2 x3 nếu mua từ thời kỳ đầu. À, những vị trí đẹp nữa thì lại còn ít nhiều thì đấy đây cái đem cái mô hình đấy đang bị cái nối mòn tư duy xuống đây và kỳ vọng quá cao đấy là mình nghĩ rằng là cái điểm mà mình nghĩ chúng đang một điều là à, cái điểm mà à, cũng có người nhìn như thế và chính cái nèo này lại tạo ra cái áp lực áp lực kỳ vọng là phải phải như thế và sau đó cứ nói ví dụ cứ nói ví dụ kể cả river cũng thế đấy các bạn đem muốn là một là sự ví dụ ví dụ thế đâm ra là tạo đúng là sự phát triển thần kỳ thì cũng tạo áp lực Lực. Cái điều nữa mình một cái điều nữa là thật sự ở đây những cái cái công trình này, đại dự án này với những tiện ích này thì thật sự là Vin sản phẩm chưa dành cho những người uh, nói nghèo thì không phải, nhưng mà chúng ta cũng thấy một cái status là gì? Vịnh biển Thượng Lưu thì đương nhiên là chúng ta có một cái tiềm lực tài chính nhất định chứ không nếu chúng ta lại có 500 300 hoặc 1 tỷ 2 tỷ mà chúng ta xác định lướt sóng thì cuối cùng là chúng ta lại bị uh, sóng đánh Đấy. thế nên ra là bởi vậy là cái đấy là một cái mà cái sản phẩm của vin cũng mình nghĩ là một cái điều là chưa 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 đa dạng hóa được cái người sở hữu và sau này các cái dự án này thì có có nhà xã hội nhưng cái điều chúng ta phải thừa nhận rõ ràng là sản phẩm vin là sản phẩm cao cấp cao cấp bất động sản đẳng cấp thế nên là nếu như có ai có đọc báo rất là nhiều hoặc đọc nhiều thế thấy như thế này thì chúng ta vào thì chúng ta cũng sẽ lại phải, phải lượng hóa thông tin nữa vì cái cái câu chuyện này cũng với một người bạn mình ấy gọi điện rất là thân cũng có thể là cảm nhận như là gia đình hai gia đình chơi với nhau lâu rồi thì bắt đầu bảo anh anh ơi, em anh làm này thì anh môi giới à thì em nghe ngay bạn ấy nghĩ hoặc là bạn ấy đã từng mua bên Eco Park rồi bạn ấy đang cho thuê chung cư thế bạn ấy cũng có nguồn có thu nhập ổn định thế nhưng bây giờ đấy nghe như này rất là hay nhưng mà đến khi vào vì vào thì nó cái lượng tài chính và cái dòng tài chính khi thẩm định của ngân hàng không được nhưng có thể là có người khác một cái group khác thì có khả chắc chắn là bạn ấy sẽ đặt cọc rồi đấy nó là câu chuyện thế thì một bạn ngân hàng mình phải set up trước thì bạn ấy gọi điện vào tài chính yếu mua cái này thì sẽ không đạt nhưng mà đấy là bạn ngân hàng nhận định nhưng với mình thì bạn ấy mua thừa sức với nguồn thu nhập của bạn ấy thừa sức một căn biệt thự à không một căn chung cư cao tầng mà bạn lại cho thuê đấy ví dụ như vậy thì mỗi một góc nhìn thì câu chuyện là chúng ta sẽ thấy rằng là ở mỗi một cái sự tư vấn một, một cái sự tham gia thị thị trường với một vị thế với một cách thức tham gia thì nó sẽ đem lại cho bạn một cái 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 nhìn nhận khác nhau mình thừa nhận ở đây là có một cái là phát triển thần tốc và sự, à, sự thành công cũng lại tạo ra áp lực đầu tư các bạn cứ kỳ vọng đấy đấy cũng là một câu chuyện rồi đặt ra quá nhiều câu hỏi hoài nghi đấy là một cái nữa thứ hai thật ra mình hy vọng là trong hai cái dự án này à, thì chắc chắn là cái vấn đề là à, xe điện hay là ô uh, tô thì chắc sẽ chỗ để ô tô thì chắc sẽ được giải, uh, sẽ được khắc phục vì đây trước đây cũng xây nhà nổi ở Ocean Park 1 nhưng đến bây giờ sang đây thì cũng là một vấn đề nhưng cũng là một vấn đề thì mình thấy rằng là nếu như các nhà giàu uh, đến ở đây hoặc là cư dân đến đây ở mà mức sống ngày càng gia tăng nhìn nhận cái tài sản họ sở hữu như thế thì mình cũng rất là vui thôi thế và một số nơi thì cũng là câu chuyện uh, thời sự một tí là cái câu chuyện của của lắp các trạm trạm điện uh, sạc pin của Vinfast thì cũng lại câu chuyện của sự thần tốc này thì tư duy nó sẽ phải kèm theo đâu đó thấy các bạn thấy cả cái đơn từ lên cả bí thư rồi thành ủy rồi các thứ thật ra chúng ta thấy là chúng ta sẽ phải đi trước đón đầu là Một tư duy đúng không ờ, ông Biden ông ấy còn vinh danh Vinfast vì là tạo công an việc làm xây dựng nhà máy rồi nắm bắt xu hướng trong tương lai thế bên người ta không xây xây, xây chạm điện ngoài đường à đúng không? Không người ta không phải đưa cái chạm điện sạc điện dân người ta đi xuống không phải chạm điện xuống dưới chung cửa. Đúng không? Thế nên chúng ta sẽ nhìn thấy hoặc chúng ta đang đi xe buýt như này, thành phố Hà Nội cũng còn quyết định là bao nhiêu nghìn xe buýt um, kia chạy xăng này sang thay điện uh, trong năm 2025. Thế chúng ta hoặc chúng ta nhìn nhận về cái cái grab cũng vậy thôi. Thế thì có những câu chuyện ấy thì nó là thần tốc thì cái tư duy có thể có khả năng chúng mình dòng dùng cái từ đấy càng hơi ngại quá. Thế những câu chuyện cái sự uh, Uh, tiến bộ hoặc suy nghĩ nó kèm theo uh, là thế và cũng như vậy thôi các bạn đi đầu tư này cũng thế các bạn đi vào thì cái quyết sách ấy cái quyết sách là nó cũng có một cái sự phân tích rồi rõ ràng rồi uh, trần trừ rồi, uh, uh, rồi uh, toan tính là sẽ được uh, giá rẻ hơn chủ đầu tư sẽ xuống hoặc là uh, ế cắt lỗ đầy thế nhưng thật ra đấy các bạn nhìn thấy không nó khác hoàn toàn. Cái câu chuyện này cũng chỉ để trả trả lời bạn ở đấy bạn đang tham gia với vị thế nào. Thế thì sau khi mình trao đổi rõ như thế thì anh mà ờ ừ, đúng rồi, cũng thấy cũng cũng là hợp lý. và anh cũng xem cân nhắc lại cái tài chính nó cũng sẽ khác. Vì bây giờ đầu tư cái tài chính này sẽ phải khác rồi. Thì cái 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 này thì rõ ràng là cái gì ở thượng lưu thì rõ ràng là cái nguồn tài chính thu nhập nó sẽ khác đấy thì cái cái đấy nó sẽ đặt ngược lại ví dụ như anh có hai ba tỷ ngày xưa mình có phân tích một câu cũng có mua người nói nhắn là, anh ơi em có 3 tỷ 5 tỷ có đầu tư vào đây được không mình cũng thấy là hồ sơ mà không vay được thì mình thấy nó cũng thật sự rất là buồn nhá yeah. buồn là gì đấy 5 tỷ mà chưa vào được bất động sản vin có buồn không Nên vì vậy là nếu như bạn ấy đặt hồ sơ vay thì bạn ấy cái chứng minh của bạn ấy sẽ không được hoặc thậm chí những người việt kiều tài sản rất là nhiều tiền ở bên nước ngoài nhưng, được ghi nhận với ngân hàng việt nam tài sản đấy ấy thì như thế nào ra sao, sao thì cả một câu chuyện vì là anh ấy không về tham gia được thì anh sẽ gửi một người ở việt nam thế chẳng hạn tin tưởng nhất là bố mẹ thì bố mẹ cao tuổi thì lại đưa cho cái ngân hàng thì lại cái năm cho vay ít đi năm cho vay ít đi thì rõ ràng là là cái thời điểm trả nợ cái vốn gốc nó lại bị tăng lên thế là bài toán tài chính thì nó cũng khó thế nhưng mà nếu mà nhờ em gái anh chị em thì lại hai vợ chồng hay là cái nguồn thu nhập đấy có chứng minh với ngân hàng ra sao như thế nào đó là những câu chuyện của trong trong thực tế làm việc thì chúng ta gắn kết chúng ta mới chia sẻ được hiểu thì có những người người ta sẽ các bạn môi giới mà bạn ấy vấp về những trường hợp đấy thì bạn sẽ tư vấn được bạn còn không thì cũng chỉ đi cảm xúc mua đi anh ơi lại 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 anh mua đi không thì sau mấy bữa em em bán cho anh em em làm thế, thế là thôi thế là câu chuyện như vậy thì các chúng ta sẽ phải tham gia thị trường như thế nào sàn ra sao đồng hành với chúng ta trước trong sau như thế nào đấy, đấy đấy là cái cái mà mình muốn chia sẻ cái tham gia thị trường mà mình nhìn thấy cái điểm điểm chưa được với với ocean Park này là các bạn cái tài năng lực tài chính các bạn phải phải đặt lên vấn đề đầu tiên và cái sự phù hợp và cái sự uh, uh, bứt phá và mình nói chia sẻ còn là cơ hội cơ hội chúng ta nhìn đến chính sách bán hàng ưu việt đúng không và những cái này nó hiện hữu rồi chia sẻ rồi thì chúng ta nhanh chóng nắm bắt đấy và so sánh là gì bạn này bạn ấy mở sau biển bây giờ sau biển là, là giá trị bao, bao nhiêu đúng không 35 bạn này bạn ấy mở phân khu trà là ông bác hai này này thì bây giờ bạn ấy là bao nhiêu đúng không chuẩn bị cái này mở phân khu thời đại thì chúng ta chuẩn bị cái gì thì thông tin đầy đủ rồi nhưng còn có con là muốn mỗi là nói chuyện hôm nay thì lại bây giờ chỗ khác nói <laughs> xong lại bắt đầu lại lại hỏi lại tham vấn thế là cuối cùng không đi đến một cái quyết định quyết định khách thế và sau đó có những trường hợp mà quyết sách rồi thì sau đó lại không thấy vì là đi mặc cả nhưng mà cả thì thấy một cái gì đó uh, có sự uh, thương thương thảo thì <laughs> sau đó thì mua xong thì thì, <laughs> thì là thôi tất uh, tắt cả số điện thoại thì câu chuyện là như vậy Thế thì chúng ta sẽ thấy là ừ cái từ cái hình thức chúng ta tham gia thị trường ấy tâm thái và chúng ta nhìn nhận cái này thì cái điểm yếu mình khẳng định với bạn rằng là là cái sự phát triển của thần tốc thì uh, cái tư duy hoặc là cái tư đấy chúng ta cũng sẽ phải bắt nhanh hơn và hai nữa là sản phẩm cũng không dành cho số đông sản phẩm dành cho đó, cái dòng tài chính thu nhập ổn định và thậm chí là uh, cũng phải ở mức uh, khá đấy cái nữa là cái về cái xe cộ thì chắc chắn là pin sẽ xử lý trong cái cái uh, cái dự án này chắc là không sẽ xảy ra tóm lại là gì tóm lại sẽ có điểm mạnh và có điểm yếu nhưng điểm mạnh với vin thì luôn luôn vì tạo ra một cái bất động sản đẳng cấp và dẫn dắt thị trường và đem lại cho nhà đầu tư những cái môi trường sống tuyệt vời và thậm chí chúng ta thấy là sự hãnh diện với một cái thương hiệu quốc gia tham gia đầu tư tiếp thì bạn sẽ làm gì với mình thì mình có một số cái một là chúng ta sẽ phải đặt vào bài toán với nhau là giảm bớt cái kỳ vọng hiệu quả đầu tư Uh, cao, hiệu quả cao như trước. Đấy. Uh, vì thị trường bây giờ nó cũng khác rồi và cái mức cung mà càng nhiều người tham gia, cái mẫu nó lớn, đúng không? Thì chúng ta cũng phải đặt cái cái cẩn trọng lên, đúng không? Cái mẫu lớn thì hiệu quả phép chia nó cũng sẽ khác đi, đúng không? Cái thứ hai là chọn lọc thông tin hữu ích, tham gia hội nhóm và chọn lọc sao sạc cho nó phù hợp. Uh, thân xem YouTube hay TikTok hay gì thì uh, bên mình cũng có thể tìm gọi là mấy anh em gọi là ba bốn người phục vụ các bạn được <laughs> anh em youtube cũng đều biết cả nhau thậm chí còn có trên sàn thậm chí cũng là đều đem đến cũng thậm chí không cùng sàn nhưng có niềm tin yêu sản phẩm vin và và đã và là cư dân của vin thì chúng mình cũng chia chia sẻ đưa những thông tin chính xác chuẩn xác thôi chứ không có gì mờ ám cả thế thì cái đấy thì uh, nếu mà các bạn cứ tìm nhiều hoặc hữu duyên uh, có người mình biết được cũng xem hai ba gặp nhau ở uh, em 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 quý chị này em quý anh uh, em cái này kia đây chúng tôi mình đều biết mà đấy thì thậm chí các bạn thích ba người chúng mình cũng có <laughs> chọn lọc thông tin hữu ích đúng không Đấy, thật ra và điều nữa là xây dựng mối quan hệ gắn kết lâu dài dài lâu à, đâu đó thì mình thấy một số người mà mình đã làm đã gắn kết ấy, thì uh, thật ra một cái điều như kiểu một cái trách nhiệm ấy à, rằng là chúng ta đã đến với nhau đưa ra cho nhau những lời tư vấn và gắn kết những sản phẩm triệu đô này thì luôn sẽ là luôn đồng hành đấy. thì cái đấy là mình hai nữa là về sau đó nữa thị trường à, có những lúc mà các bạn sẽ thấy là thông tin luôn đem lại hiệu quả kinh tế cho bạn và nhiều người nữa kể cả chủ đầu tư cũng vậy đấy thì qua video thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là đấy thực tế thị trường nó ra sao này chúng ta tiệm cận cách thức này Uh, uh, và không phải với dự án này đâu, với dự án và các sản phẩm Vin thì mỗi một lần nó là một kỳ tích, một, một là sự khác biệt, mà một, một cái gì đó uh, nó là một cái riêng, cái chất riêng và chúng ta thấy rằng chơi với người giàu, chơi những người tỷ phú thì uh, đầu óc của chúng ta sẽ luôn luôn vận động và cái tài sản của chúng ta sẽ luôn vận động và cái cái những con người mà chúng ta nếu mà có gắn kết ấy, trong cái sản phẩm Vin ấy mình thấy cũng có một cái chất riêng. ấy thì uh, qua video mình cũng muốn chia sẻ với bạn là, à đấy uh, cũng có những điểm không phải là 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 một trăm một một bàn tay một bằng nhau hết nó là là dị thật. À, đương nhiên những sản phẩm vin thì cũng có cũng có những cái điểm mà với mình thì nó cũng chưa chưa hài hòa và được hết với mọi người, đúng không? Thế và cái nữa là uh, cái thị trường nữa cái bất cân đối cân bất cân xứng của thị trường, thông tin thị trường, chọn lựa ra sao, gắn kết như nào thì đấy đem lại đến cái kết quả của bạn sẽ ảnh hưởng đến 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 những cái cái mà quyết sách của bạn thì cái đấy là trên cái video này mình cũng chia sẻ trên cơ sở thật sự là sự chân tình chân thành à, với mình thì một số các cái hình ảnh cũng có thể là uh, truyền thông từ chính chủ đầu tư phải bắt buộc là như vậy nhưng mà cũng có những truyền hình ảnh mà nó gọi là trung thực khách quan thì không muốn dùng các kỹ xảo điện ảnh à, và sự chân uh, sự chia sẻ và sự chân tình chân thành và anh em cũng đều gắn kết trong à, một số người mà trong cái ví dụ như cộng đồng sale này hay là hay là à, anh em cùng sàn hay là à, mọi người trên YouTube thì cũng đều là à, một cái niềm niềm đam mê với bất động sản và sau đó thì cũng muốn rằng là đưa đến chia sẻ cho mọi người những cái thông tin hữu ích và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Uh, cũng có thể là uh, chúng ta sẽ thấy một sự chia sẻ và đồng cảm và uh, bạn uh, sẽ thấy rằng là uh, bất cứ nhu cầu mua hoặc bán uh, uh, thanh khoản những gì với sản phẩm vin bạn có thể inbox cho mình số uh, điện zalo của mình là 090 115 6886 cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn trong các video sau